Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục chủ đề muối với bài chính tính chất khoáng học của muối. Phần 1 chúng ta sẽ tìm hiểu về tính chất khoáng học của muối. Muối có thể tác dụng với kim loại. Ví dụ các em ngâm một đoạn dây đồng trong dung dịch AgNO3 sẽ thấy hiện tượng như hình bên đây. Kim loại màu xám bám xung quanh dây đồng. Dung dịch AgNO3 ban đầu không màu chuyển dần sang màu xanh. Đó là do đồng đã tác dụng với dung dịch AgNO3 tạo thành dung dịch muối đồng màu xanh và kim loại bạc bám trên dây đồng. Và một số kim loại cũng có thể tác dụng với một số dung dịch muối để tạo thành muối mới và kim loại mới theo kết luận bên dưới. Dung dịch muối có thể tác dụng với axit. Phần này các em đã được học ở bài nhận biết axit sulfuric acid. Và một số axit cũng tác dụng được với một số dung dịch muối. Theo kết luận, muối tác dụng với axit tạo muối mới với axit mới. Và phản ứng này có điều kiện nhé. Muối cũng có thể tác dụng với các dung dịch muối. Ví dụ, chúng ta xét phản ứng của dung dịch AgNO3 với dung dịch NaCl. Khi cho hai dung dịch này vào nhau, chúng ta sẽ thấy xuất hiện kết tủa trắng đục của AgCl. Các em cũng biết phản ứng bằng cách đổi các kim loại tham gia phản ứng. Và một số dung dịch muối sẽ tác dụng với một số dung dịch muối khác để tạo muối mới và các muối mới. Phản ứng này cũng sẽ có điều kiện phản ứng. Muối có thể tác dụng với các dung dịch base. Ví dụ, các em cho dung dịch muối CuSO4 vào dung dịch NaOH như hình bên đây, chúng ta sẽ thấy xuất hiện chất không tan màu xanh, hay còn gọi là kết tủa xanh. Kết tủa đó chính là CuOH 2 lần hình thành. Từ đó chúng ta rút ra kết luận, một số dung dịch muối có thể tác dụng với một số dung dịch base để tạo thành muối mới và base mới. Phản ứng này cũng sẽ có điều kiện phản ứng. Và tính chất cuối cùng các em đã được học ở lớp 8 và ở bài vôi sống canxi oxit, calcium oxide. Ví dụ KClO3 khi có mặt xúc tác MnO2 và đun nóng sẽ tạo KCl và khí oxygen. Calcium carbonate khi bị nhiệt phân sẽ tạo thành calcium oxide và carbon dioxide. Các em sẽ luyện tập các phản ứng này nhé. Vẫn viết như cách cũ, các em đổi các kim loại, đổi các đầu với nhau, chặt đầu, đổi đầu và may lại theo hóa trị. Về nhà, các em làm bài 5 và bài 1 trang 33 sách giáo khoa, luyện thêm bài toán này, viết bài và làm bài tập. Các em ưu tiên cho kiểm tra một tiết trước nha. Làm xong kiểm tra một tiết rồi mới xem bài này để đỡ rối về mặt kiến thức. Thân chào các em, hẹn gặp lại các em ở những tiết sau.